Em à, Tuấn đây chào đón các bác đến một số mã đồng hồ. Xem nào. À, bắt đầu chào đón các bác xem nào, từ con đồng hồ này. À, đây là con đồng hồ Swatch 3. À, con đồng hồ Swatch này thương hiệu đến từ thương hiệu nổi tiếng nhất của đồng hồ. Đó là Thụy Sĩ. Con Swatch này có nhìn này. Mặt màu đỏ đô đỏ này, rất là sang nhé. Cực kỳ là sang luôn bạn, các nhìn nhé, cái màu này nó quá là sang luôn. Em còn chưa làm lau dọn này nhé các bác nhé, để các bác lau dọn đi nó còn đẹp nữa. À đây, ở dòng Swatch này thì nó cũng không rẻ, và các bác là nó là một trong những thương hiệu nổi tiếng Thụy đây ạ. Và những cái dòng này thì nó thiết kế ra đây quân sự đây, Swatch này, và đặc biệt là những dòng Swatch này nó đều có một cái dấu cộng bác nhé, đều có một cái dấu cộng đấy. Con này ghi thông số là 10 AT. À, cái 10 AT thông số này của đồng hồ họ ghi là nó có thể chịu được đây, 10 AT nó có thể chịu được áp suất nước ở 10 AT này tương đương với 100 mét nước sâu, 100 mét đấy. Con Swatch này, con này dạ quang rất là đẹp nhé. Con này dạ quang này, con này có dạ quang này đúng không? Để em thử dạ quang cho bác xem này. Con Swatch này, đấy, này, bác nhìn chưa? Phải nói luôn là nó lung linh luôn cho bác nhé, lung linh đấy. À, con Swatch này báo cáo các bác là có size nào, con Swatch này là nó là size 30 39 à, chết size 34 nhỉ, con Swatch này size 34 à, size 34 à, số thứ tự của em nó ở à, để em đeo đeo cổ tay nhé, xem nào. Tay em này kích thước 17 có thừa đầy nhé đấy, rất là đẹp luôn này, nhìn là màu này, màu này bác nào hợp phong thủy màu này nhé, rước em nó về. À, con này số thứ tự là 366, giá 3 triệu 6. Riêng đồng hồ Thụy Sĩ thì không có giá rẻ đâu bác ạ. Nếu mà bác mua rẻ thì chỉ có đồng hồ đều thôi. Thụy Sĩ. Đồng hồ Thụy Sĩ đứng số 1 thế giới rồi. Đấy, con này. Sang tiếp tục con thứ hai. Con này là con Polis, con Polis này là hàng sản xuất thương hiệu là Polis. Polis này là của cảnh sát này, police. À, con police này có những chức năng như là có kim, à, có lịch 31 ngày này, đây này, lịch lịch tháng này, lịch tuần này, kim rốn, có hai lịch, có nghĩa là 24 giờ nữa, nó giờ 24 đấy, tất cả là kim, kim 6 kim, đây police này. Cảnh sát. À, bán ở chồng làm công an thì mua đây về tặng cho chồng. Con này chuyên hàng của cảnh sát nhé, police đấy. À, con này à, kích thước cổ tay em đeo đây, tay em 17 nhé, đeo vừa zin nhé, tay 17 luôn, kích thước 17 nhé, bấm này ra police. Máy những dòng này mở ra thích lắm, nó không như mấy cái máy ấy cái đâu ạ. Đấy, police mà nhìn đi, police này 13200G, con này ghi 5 AT. Có nghĩa là 5 AT này với đồng hồ là họ ghi là cái thông số là chịu áp suất nước ấy. 5 AT là tương đương với 50 mét. Đây. 5 AT. Tương đương với lại độ sâu của 50 mét áp suất nước. Này. Còn cái nước này thì các bác về cũng phải kiểm tra đồng hồ, bởi vì đồng hồ đã qua sử dụng là test kỹ nó tốt hơn. À, con Polis này có size thế nào? Con này có size là 40, size 40. À, số thứ tự là số 367, giá 1 triệu 8. 367 giá 1 triệu 800k nhé. 367 giá 1 triệu 800k. Sang tiếp tục với đây. Con này là con gì đây? Con t-shirt. Con t-shirt. À, con đồng hồ t-shirt ạ. T-shirt. Con t-shirt mặt trắng kim vàng. Nguyên vàng. Mặt trắng kim vàng, viền vàng, dây điểm trắng bạc, trắng bạc, cửa sổ lịch nằm ở điểm 3 giờ. Cửa sổ lịch nằm điểm 3 giờ. Con này chưa cắt quay. Chưa cắt quay. Bác nào xem kích thước cỡ tay nhé, quay tầm bao nhiêu để báo em bảo các bác cái kia bác cắt cho. Đấy. Con này lên tay, tay em 17 đấy, đẹp lung linh luôn.
Con này tay 17, 18, 19 đều đeo được nhé. 16 rưỡi đeo được. Đeo lên tay em đấy. Con t-shirt. Con t-shirt này số thứ tự là số size tay này. Con này là size 40. Không được 40 đâu, 38. Size 38. Size 38 số thứ tự là 368 giá 4 triệu 3. 368 giá 4 triệu 3 nhé. Cơ auto. T-shirt 1853 cơ auto. Đấy. Tiếp tục đến con này nữa. Một con thương hiệu ký hiệu bác nhìn chưa? Benzonic. Một con đồng hồ phải nói luôn là chất liệu màu cà phê. Tất cả đều là màu cà phê nhé. Màu cà phê. Con này có cửa sổ lịch nằm ở điểm 4 giờ. Cửa sổ tuần là đây, kim tuần nằm ở điểm 6 giờ. Đấy, còn là kim, con này chạy kim rốn này, kim rốn này nằm ở điểm 2 giờ. Có nhìn chưa? Con này chạy kim rốn, nhìn thấy kim rốn đang chạy chưa? Còn kim dài này của nó thì nó dùng để bấm giờ thể thao, có nhìn chưa? Bấm bấm chạy này. Có nhìn thấy chưa? Chạy song song luôn. Đấy, bấm vào đây. Nói chung là những con này có những chức năng hay lắm. Đấy. Những con đồng hồ này thì khỏi phải nói luôn nữa. Có nhìn đây. Nó ký hiệu thương hiệu logo của nó hết đây. Ok chưa? Mà nhìn này. Cái con này cũng thông số cũng ghi là 10 AT 330 phát hay phát thì bó tay những cái đấy thì các bác tham khảo. 10 AT, vậy là con này cũng chịu được độ sâu theo áp suất đấy, gọi là áp suất nước, độ sâu là 100 m. Dây da báo cáo bác nhìn dây của nó chưa? Con dây này riêng bác nào đi mua nguyên con dây này, em khẳng định là con dây này bác mua được cái dây xịn như này, bác phải mất tiền triệu, phải 1-2 triệu mới mua được cái dây như này. Có nhìn nhá, nguyên cái dây thôi, em chỉ nói luôn là nguyên dây của nó, dây xịn luôn của nó luôn ạ. Kể cả bác con không mua cái đồng, không dùng cái đồng hồ này, nhưng cái dây này, dây cà phê nâu này nhá, bác mua được cái dây này đây, cũng hãng hiệu của nó luôn, xịn của nó luôn. Riêng bộ dây này các bác có mua ngoài em cá luôn phải tiền triệu nhá, chứ không bao giờ có chuyện 100-200 nghìn kìa. Riêng bộ dây này chưa nói đồng hồ. Con này màu cà phê, con này size em mà đo size cho bác nhé. Con này là size 40, size 40. Đấy, tay bác nào to đeo con này thì khủng lắm. Màu cà phê nhé. Màu cà phê. Con này phải đẹp luôn, đẹp quá xuất sắc, quá sử dụng nhưng mà quá đẹp luôn. Đấy, kim của nó bác báo cáo các bác là con này kim dạ quang, kim giờ và kim phút dạ quang rất là to nhé. Đấy, nhìn dạ quang này. Con này con số thứ tự của nó là con 369, 5 triệu 9 ạ. Không phải đùa đâu ạ, những con này mà mở máy ra là đỉnh cao lắm ạ. Hàng châu Âu không đùa được ạ. 5 triệu 9 ạ. Tiền nào của đấy thôi các bác. Và cuối cùng đó là con CK, con lắc này. Các bác nào mua tặng bồ đi nhé. Tặng bồ này. Đẹp lắm. Tặng bồ. Tặng bồ, tặng vợ. Con này, con CK này. Đẹp chưa? Con CK nhé. Chả phải tặng bồ mà tặng mình luôn được. Mình đàn ông đeo theo kiểu ai thích đeo kiểu lắc thì đeo. Nữ này đeo con này sang chưa? Con lắc này. Con này con lắc CK nhé. Con lắc CK đấy ạ. Con lắc CK này. Quay rõ cho các bác nhé, bác xem cho kỹ. 104T gì đấy. Con lắc CK này báo cáo các bác là con này size ngang của nó nhé. Con này size ngang của nó là 38. 38, 238. 238. Tay đeo thoải mái, tay em đeo thừa đầy, về bác làm cắt thì cắt bớt, nữ cắt bớt nhé. CK đẹp lung linh luôn. Lung linh luôn ạ. Con này số thứ tự cho các bác là số 370 giá 2 triệu 9. 370 giá 2 triệu 9. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Ok chưa?